kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý, phản biện và dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nhấn mạnh luật đất đai tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân và những vấn đề tồn tại ở địa phương, đặc biệt công tác quản lý đất đai ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu các đại biểu khi góp ý, phản biện vào dự thảo luật đất đai sửa đổi cần phân biệt rõ khái niệm quyền sở hữu, quyền sử dụng, xác định quyền và nghĩa vụ của công dân ở đâu trong luật đất đai, quy định về hạn mức đất ở và quyền lợi ích hợp pháp của người dân và các tổ chức doanh nghiệp. Tập trung cho ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm của luật như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính về cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sungyu Hàn Quốc và lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn WeMake Việt Nam về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Sungyu là tập đoàn chuyên về lĩnh vực phát triển bất động sản đến với Hưng Yên, muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực khách sạn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, thực tế thu hút đầu tư hiện nay và quy hoạch phát triển chiến lược của tỉnh trong những năm tới. Đồng chí nhấn mạnh tỉnh luôn mong muốn kêu gọi đầu tư về lĩnh vực này, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục trong thời gian 6 tháng và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong 12 năm. Cùng với những chính sách ưu đãi chung, Hưng Yên sẽ có những ưu đãi riêng cho từng lĩnh vực, từng dự án cụ thể. Vào ngày 1 tháng 3, tức ngày 10 tháng 2 âm lịch, sẽ diễn ra lễ khai mạc và công bố quyết định danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội đền Đa Hòa và lễ hội đền Hóa Dạ Trạch. Hiện hai xã Bình Minh và Dạ Trạch huyện Khoái Châu đã có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống của địa phương. Ban tổ chức lễ hội đã chủ động xây dựng phương án và triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách dự hội. Công tác phòng chống cháy nổ tại di tích, tại hàng quán và dịch vụ trong lễ hội chú trọng đến vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các pano áp phích tại khu vực lễ hội. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về giải trình tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đó, thay vì đầu tư xây dựng hơn 1,4 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân như mục tiêu đề ra ban đầu, Bộ Xây dựng đã đề xuất giảm xuống còn hơn 1 triệu căn hộ, kinh phí dự kiến là hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Có 4 trên 18 bộ ngành là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị làm rõ nguồn ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương và đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước để có cơ sở đảm bảo tính khả thi khi triển khai đề án. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã giải ngân được 1.184 tỷ đồng đáp ứng tiến độ yêu cầu. Trong tổng số 25 gói thầu xây lắp, 14 gói thầu đã khởi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và 11 gói thầu còn lại đã ký hợp đồng, đang thực hiện các công tác chuẩn bị và bắt đầu triển khai thi công. Với các gói thầu đã ký kết hợp đồng, các nhà thầu đang lập kế hoạch triển khai, tổ chức khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại, hoàn thiện các thủ tục khai thác mỏ. Một số gói thầu đã tổ chức triển khai thi công các hạng mục đường công vụ, đào bóc hữu cơ, thi công nền đường tuyến chính. Ngày 27 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 8 bị can, gồm
đều là chủ tịch, nguyên chủ tịch, bí thư đảng ủy, nguyên bí thư đảng ủy xã Dị Sử, phường Dị Sử, gồm Đỗ Chí Hào, Vũ Duy Bình, Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Kim Dương, Nguyễn Quang Phục, Đặng Đình Tâm, Vũ Thị Dung, nguyên cán bộ tài chính, thủ quỹ, Đỗ Chí Thanh, nguyên cán bộ địa chính xã Dị Sử. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2003 đến 2008, chính quyền xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và các thôn của xã này đã bán và giao trái thẩm quyền 640 suất đất trên địa bàn với diện tích hơn 68.800 m². Mới đây, tại khu vực mốc 106 tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với đồn biên phòng Pa Thơm tổ chức mật phục và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra trong ba lô của đối tượng, phát hiện bên trong có 7 bánh hình khối chữ nhật bọc băng keo màu đen, bên trong có chất bột dạng nén màu trắng là heroin, trọng lượng khoảng 2,5 kg, một gói ma túy đá được ngụy trang trong túi chè khô hút chân không, trọng lượng 1 kg, một súng tự chế, một dao nhọn, 3 điện thoại di động. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng không rõ danh tính bên Lào với giá 70 triệu đồng một bánh heroin, 100 triệu đồng kg ma túy đá, với mục đích mang về bán lẻ kiếm lời. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Campuchia tuyên bố nước này đã kiểm soát thành công virus cúm gia cầm sau khi kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy virus không lây nhiễm trực tiếp giữa con người. Theo thông báo của giới chức Campuchia, cha của một bệnh nhân trước đó tử vong vì mắc H5N1 đã hồi phục sau quá trình điều trị. Bên cạnh đó, tất cả 29 người được xét nghiệm do lo ngại mắc H5N1 đều cho kết quả âm tính. Trong số này, 16 người có tiếp xúc gần với những người mắc bệnh, 13 người có biểu hiện giống với mắc cúm. Kết quả được công bố đã giúp xoa dịu những lo ngại virus có thể lây lan trực tiếp giữa người với người. Nhằm chia sẻ với các trẻ em bị ảnh hưởng do trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2, vừa qua hàng ngàn chú gấu bông đã được người hâm mộ ném xuống sân trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu có mưa gấu bông diễn ra giữa câu lạc bộ Besiktas và Antalyaspor tại sân vận động Vodafone, thành phố Istanbul vào ngày 26 tháng 2 vừa qua. Kết thúc với kết quả 0-0, trận đấu được dừng tại phút thứ 4 và 17 giây để người hâm mộ có thể ném những món quà, đa phần là những chú gấu bông, xuống sân đấu. 4 giờ 17 phút cũng là thời điểm xảy ra trận động đất hủy diệt tại khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6 tháng 2. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, người dân ở thị trấn Galacidi của Hy Lạp, cách thủ đô Athens 215 km về phía Tây, đã hòa mình vào sự kiện đầy màu sắc, thường được gọi là cuộc chiến bột mì. Đây là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất ở Hy Lạp và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất của Hy Lạp, cuộc chiến bột mì thu hút sự tham gia đông đảo của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước mỗi lần tổ chức. Hàng tấn bột mì đủ màu sắc rực rỡ được những người tham gia lễ hội sử dụng để ném vào nhau. Để tránh dính bột, những người tham gia thường đeo kính, mang mặt nạ, mặc quần áo bằng ni lông. Cuộc chiến bột mì khiến thị trấn đánh cá ven biển Galacidi trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ nhiều người đã quen thuộc với các quán cà phê thú cưng như cà phê chó mèo. Tuy nhiên, tại Malaysia, một quán cà phê bò sát đầu tiên mới được ra mắt đã thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người vì sự mới mẻ và độc đáo. Quán cà phê Fangs ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur mới được khai trương đã có nhiều khách hàng ghé thăm để vừa thưởng thức cà phê, bánh ngọt, đồng thời khám phá nhiều loài bò sát tại đây như thằn lằn, nhện tarantula, chuột nhảy và rắn. Theo chủ quán, ý tưởng trên đã được anh nhen nhóm trên tinh thần yêu mến, gần gũi với động vật hoang dã. Bên cạnh đó, anh cũng tạo thêm được một nguồn thu nhập nhờ phối giống cho các loài động vật này trong nhiều năm qua. Malaysia là một quốc gia đa dạng sinh học với rất nhiều loài bò sát như rắn, thằn lằn và cá sấu có thể được tìm thấy trong các khu rừng rậm nhiệt đới hoặc thậm chí ở các khu vực đô thị. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.